Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ học cách nấu nước đường để làm bánh trung thu nha. Đây là mẹ bánh mình làm mới nhất nè. Màu bánh lên rất là đẹp luôn. Thì bánh này mình đã để được 2 ngày, bánh tương dầu và lên màu. Nhìn cũng bắt mắt quá ha. Mình cũng bắt tay vào làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị chanh, một trái chanh và 1 kg đường cát, cùng với 600 lít nước. Bây giờ thì mình đi vắt chanh trước nha các bạn. Mình vắt hết một quả chanh và mình để lại vỏ nha. Đây là sau khi mình đã vắt xong rồi các bạn. 600ml nước mình bắt lên bếp. Mình cho nước cốt chanh và cho hết đường vào luôn nha. Mình quậy đều lên. Khi nước đã bắt đầu sôi lâm râm thì mình tiến hành vớt những cái bã chanh nha các bạn. Mình vớt sạch sẽ nha. Rồi sau đó mình sẽ cho cái vỏ chanh mình đã vắt hết nước vào. Mình nhớ lật úp cái vỏ chanh xuống như vậy nha. Sau khi mà nước đã sôi lăn tăn trong vắt thì mình bắt đầu tiến hành vớt bọt và mình vớt 2 cái vỏ chanh ra ngoài. Thời gian này mình vẫn đun thêm nha các bạn, đun lửa vừa thôi. Và sau khi một thời gian các bạn muốn thử xem là nước đường của mình đã được hay chưa, thì mình sẽ múc một ít nước đường mà mình chế vào một cái chén nước. Các bạn để ý nếu mà nước đường nằm ở phía dưới cái chén nước nè, nó hơi lan tỏa ra, và khi dùng tay á, mình chạ thì mình cảm nhận được là đường nó có cái sự kết dính rất là nhẹ, thì lúc đó là được rồi nha các bạn. Sau đó thì mình để nguội và mình cho ra hũ. Nước đường này thì mình để ít nhất là khoảng 2 tuần, nước màu sẽ lên rất là đẹp, và mình dùng để nướng bánh. Chúc các bạn thành công nha.